cấu vô trược của trong tâm mà mình đem ra được hết. Bởi vậy ở trong thiền thiền tông có nói quý vị hãy cố gắng thiền định, mà khi nào quý vị ồ lên một tiếng à, thì cái chỗ ồ đó là cái chỗ mà kêu là các nhà thiền muốn nghe đó. Tất nhiên là quý vị vô cùng là sửng sốt trước cái sự mà thấy bằng con mắt huệ của quý vị, chứ không phải thấy bằng con mắt mà cha sanh mẹ đẻ. Bởi vì nếu mà quý vị thấy bằng con mắt mà cha sanh mẹ đẻ, thầy nói thật quý vị thấy vạn vật ở trong phòng chỉ là vạn vật ở trong phòng thôi, quý vị đâu có thấy được ở ngoài xa hàng ngàn dặm. Như vậy thì có những người mà họ ngồi thiền, họ ngồi ở trong phòng vậy đó, nhưng mà con mắt của họ khi mà vào trong định đó, tâm huệ họ phát, họ thấy xa cả ngàn dặm. Như vậy thì con mắt đó phải mắt thịt không? Đây trước là cái mắt từ cái tâm huệ mà phát sinh, gọi là mắt huệ. Bây giờ để khai mở cho trí tuệ của Mana và tóm tắt lý luận sai lầm của ông Mana, Đức Phật mới dạy rằng nếu tâm ông A Nan ở giữa căn và trần thì cái tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên. Đây là một cái lối mà Đức Phật thực nhận rất là nhanh và đặt lại cái câu hỏi này, và ông A Nan ông không trả lời được. Và Đức Phật còn giảng thêm nữa, nếu gồm cả hai bên thì cảnh vật và tâm thể xen lẫn lộn, làm sao mà ông phân biệt được tâm ở chỗ nào? Và ngược lại, nếu không bao gồm cả hai bên thì bản tâm ấy không phải có biết và cũng không phải không biết. Nếu vậy thì tự nó không có cái thể tính, thì lấy gì để làm tướng mà trụ ở chặng giữa? A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng hay quá ha. Cái đây chỗ chỗ này là chỗ mà Đức Phật khai thị rất là hay. Ngoài Đức Phật thầy không nghĩ có một vị nào mà có thể nói được cái lời này. Bởi vì lời này là những cái tri kiến từ những cái bậc mà đắc định, những cái bậc mà đã thấu suốt chân lý mới có thể trình bày được như vậy. Như vậy thì đây là lần thứ sáu mà Đức Phật bác bỏ bản tâm ở chặng giữa của ông Ma Na. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần giáo kinh về chấp tâm không dính vào đâu cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chấp tâm không dính dáng vào đâu tất cả. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, trước đây tôi thấy Phật cùng chuyển pháp luân với bốn vị đại đệ tử là Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, Phật thường dạy cái tính của tâm hay biết, cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở chặng giữa, chẳng ở chỗ nào cả, không dính dáng vào đâu tất cả, thì gọi là tâm. Vậy tôi lấy cái không dính dáng của tôi gọi là tâm có được chăng? Phật bảo ông A Nan: Ông nói tính của tâm hay biết không ở đâu cả. Vậy các vật tượng thế gian như hư không và các loài thủy lục không hành gọi là tất cả sự vật mà ông không dính dáng vào là có hay là không có? Không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, còn gì mà không dính dáng? Đã có cái không dính dáng thì không thể gọi là không. Không có tướng thì là không, không phải không thì có tướng, có tướng thì có chỗ ở, làm sao lại không dính dáng được? Vậy nên biết rằng ông nói cái không dính dáng vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết thật không có lẽ nào như vậy. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe MC Chân Nguyên Pháp trình bày một cái đoạn kinh. Quý vị nghe quý vị thấy sao? Khó hiểu quá phải không? Thật sự rất là khó hiểu. Bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm mà nếu mà vừa hiểu dễ đó thì mọi người tu thành đạo hết rồi. Rất là khó hiểu. Cái kinh này quý vị phải đọc nghĩa là gần nghĩa là có thể nói là sờn hết những cái chữ thì quả mai ra. A Di Đà Phật. Chứ còn quý vị chỉ đọc một lần, hai lần, ba lần, quý vị sẽ không có đi vào đâu cả. Do đó, muốn hiểu kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì quý vị bỏ tất cả mọi việc ở bên ngoài để quý vị vào ở trong cái tịnh thất thanh tịnh, và quý vị lần lần quý vị đọc, quý vị sẽ thấu được. Còn bằng không, quý vị sẽ bị những cái sắc trần bên ngoài, những cảnh vật bên ngoài nó lôi kéo, quý vị không có thời giờ để mà suy tư. Quý vị sẽ chạy theo cái ngũ dục thế gian bên ngoài, và sau cùng là quý vị không hiểu được cái ý của kinh dạy như thế nào. Bây giờ thì chấp tâm
không dính vào đâu cả. Bây giờ thì ông A Nan bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trước đây con thấy Đức Phật chuyển pháp lưng với bốn vị đại đệ tử là Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Hú Lâu Na, Xá Lợi Phất. Phật thường dạy rằng cái tánh của tâm hay biết không ở trong, cũng không ở ngoài, cũng chẳng ở chặng giữa, chẳng ở chỗ nào cả, không dính dáng vào đâu tất cả, thì đó gọi là tâm. Vậy con lấy cái không dính dáng của con mà gọi đó là tâm, có được không? A Di Đà Phật. Cái chỗ mà ông A Nan nghe và cái chỗ tu chứng của những bậc thánh giả nó khác. Bởi vì khi những bậc thánh giả mà các ngài tu, mà các ngài phá được sắc, thọ, tưởng, hành, thì các ngài đã đạt đến cái chỗ nhân không. Cái chỗ nhân không này đó, thì các ngài có thể nói rằng cái không dính dáng của tâm thì nó đúng. Chứ còn cái chỗ mà của ông A Nan đó, thì ông còn dùng cái nhãn căn ông nhìn. Ông còn dùng cái nhãn căn ông nhìn mà ông không dính dáng thì cái chuyện này không có thể có được. Bởi vì những bậc mà thánh giả A-la-hán gọi là đắc nhân không, có nghĩa là phá được cái bản ngã rồi. Còn những bậc mà Bồ-Tát thì gọi là đắc pháp không, A-di-đà-phật. Do đó, cái chỗ mà Phật dạy các thánh giả A-la-hán và Bồ-Tát mà những cái người phàm phu khi họ nghe, họ dễ bị lầm lẫn lắm. Rất là dễ lầm lẫn. Trong cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng thấy rằng sau khi mà Đức Phật đã bác bỏ cái tâm không ở chặng giữa, thì ông A Nan và đại chúng trong cái pháp hội bây giờ rất là sửng sốt. Bởi vì nếu không cho thức tâm là bản tâm thì còn biết tâm ở chỗ nào mà chỉ bài. Thật sự như vậy. Nếu mà một cái người mà vẫn còn vọng động trong cái phàm nhân thì họ lấy cái thức tâm, họ lấy những cái sự hiểu biết trong cái tâm của họ để họ trình bày ra và họ nói đây là cái tâm của con. Nhưng mà thật sự quý vị đã chúng suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu thật sự cái đó là cái tâm quý vị, tại sao vừa mới khởi một cái niệm này, chưa đầy 2 phút cái niệm khác nó lại khởi lên? Như vậy thì nó đâu phải tâm của quý đại chúng đâu. Nếu thật sự nó là tâm thường trụ thì nó không có sự khởi thôi, nó không có sự sai biệt này. Có nghĩa là từ cái niệm đầu và cái niệm cuối nó phải là tương đồng với nhau, chứ nó không phải là khởi lên lúc quý vị suy nghĩ cái điều này, lúc quý vị suy nghĩ cái điều kia. Những cái suy nghĩ nó sai biệt. Và một cái vị cổ đức thiền sư có nói như vậy: trong vòng một sát na, trong tâm của ngài có thể khởi lên 800 cái sự sinh diệt. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Một sát na, trước một sát na mà cái tâm khởi lên 900 cái sự sinh diệt, thì quý vị thấy rằng cái vị thiền sư này cô tu cũng cao lắm rồi đó. Là tại vì mình bây giờ mình khởi cái sự biết lên, mà cái sự biết của mình nó rất lớn, thành ra mình mới hiểu. Còn những vị thiền sư đó, các ngài tu thiền định lâu quá, thành ra những cái niệm mà li ti từ ở trong cái di tế niệm nó khởi lên các ngài cũng biết. Chính vì các ngài, ngài biết được cái điều này mà ngài nói rằng trong một cái, trong vòng là trước một cái sát na, 900 cái sinh diệt nổi lên trong tâm. Như vậy thì một cái tâm mà 900 cái sinh diệt nó nổi lên thì tâm này đâu phải là tâm trên đâu. Tất nhiên là vọng tâm. Mà vọng tâm thì nó được thức tâm điều khiển. Mà thức tâm thì nó tạo nên hành nghiệp. Mà hành nghiệp thì nó sẽ tạo nên nhân quả. Và nhân quả nó sẽ dẫn dắt quý vị vào ở trong cảnh giới lục đạo luân hồi. Bởi vì ông A Nan còn phàm tâm. Do đó ông lấy thức tâm làm căn bản. Bởi vì ngoài thức tâm thì ông không còn biết tâm ở chỗ nào mà chỉ bài. Bởi thức tâm ở chặng giữa căn và sắc trần, nên ông A Nan và các đại chúng ngộ nhận rằng tâm ở chặng giữa. A Di Đà Phật, đúng như vậy. Nếu mà quý vị chưa bao giờ được minh tâm kiến tánh, chưa thấy thật sự được thực tướng của bản tâm, thì quý vị dùng cái căn là con mắt, quý vị nhìn ra bên ngoài sự vật. Khi quý vị thấy sự vật rồi thì cái sự phân biệt đó nó khởi lên trong tâm quý vị, để quý vị nhận được cái sự vật đó là cái gì. Thì cái chỗ này chính là cái chỗ mà ông A Nan và tất cả đại chúng trong pháp hội cho rằng cái chỗ khởi điểm này, cái chỗ phát sinh sự phân biệt này là tâm. Và ngày hôm nay thì nghe rằng Đức Phật không thừa nhận bản tâm ở chặng giữa đó, thì ông qua A Nan, ông qua cái sự suy nghĩ và ông sau cùng là ông chấp là tâm không dính dáng vào đâu cả.
A Di Đà Phật. Cái chỗ này thật sự ra ông A Nan ổng cũng không có hiểu được, cái tâm không dính dáng vào đâu cả, nhưng mà bởi vì ổng nghe Đức Phật thuyết pháp những giới, những bậc thánh giả, những bậc Bồ Tát, thành ra ổng lấy cái câu này để mà ổng trình bày với Đức Phật. Bởi vì ông A Nan thì không dùng thiền định để soi ra được cái thực tướng của bản tâm, mà ông A Nan sở thích là rất là muốn học rộng và nghe nhiều. Do đó mà ông hồi tưởng lại lời thuyết pháp của Đức Phật, khi mà Đức Phật dạy cho 4 vị đại đệ tử là Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, Đức Phật dạy như sau. Đức Phật dạy rằng tâm tánh vốn không ở trong, cũng không ở chặng giữa, chẳng ở chỗ nào, chẳng dính dáng vào đâu tất cả, đây gọi là tâm. A Di Đà Phật, cái chỗ này là Đức Phật dạy các bậc thánh giả, chứ không phải là Đức Phật dạy những bậc phàm phu. Nhưng mà ông A Nan thì ổng đâu phải là bậc thánh giả đâu, do đó ổng đâu có hiểu được ý nghĩa này. Vì vậy mà ổng lấy cái câu này, ổng đưa vào ở trong cái chỗ mà suy nghĩ ổng liền. Vì vậy mà ổng nói rằng như vậy thì ổng cho rằng cái mà cái tâm của ổng cũng không có dính dáng vào đâu hết, thì cái nơi mà không dính dáng ổng chấp là cái tâm. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ quý đại chúng lắng nghe coi Đức Phật có nhận rằng nghĩa là tâm mà không dính dáng vào đâu có phải là bản tâm không nghe. Quý đại chúng nghe cho rõ cái bản kinh này. Bây giờ thì Đức Phật từ bi bảo ông A Nan. Ông nói tính của tâm hay biết không ở đâu cả. Vậy thì các vật tượng thế gian trong hư không và các loài thủy tộc trong không hành gọi là các sự vật mà ông không dính dáng vào là có hay là không có? Đây là câu hỏi mà Đức Phật hỏi ông A Nan. Có nghĩa là ông nói rằng tâm không dính dáng vào đâu cả, đó là bản tâm của ông. Như vậy thì ông hãy nhìn ra tất cả những vật tượng ở trong thế gian, trong hư không. Chẳng hạn giống như là trong hư không có những cái loài như ong bướm đang bay lượn, rồi ở dưới nước thì những loài thủy tộc nó đang lội. Rồi như vậy những vật tượng này mà ông thấy vậy đó, thì ông nói rằng nó có dính dáng là có hay là không có? A Di Đà Phật, câu hỏi của Đức Phật rất là hay. Bởi vì Ngài là một cái bậc là gọi là cái tâm của Ngài nó đã siêu tâm giới, thành ra cái câu hỏi lặp lại của Ngài đối với Ngài A Nan hay vô cùng. Nếu mà nói không thì giống như là lông rùa và sừng thỏ. Còn cái gì mà không dính dáng? Đã có cái không dính dáng thì không thể gọi là không. Không có tướng thì gọi là không. Không phải không thì không có tướng. Có tướng thì phải có chỗ ở, làm sao lại không dính dáng được? Vậy nên biết ông nói cái không dính dáng vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết của ông thật không có lẽ nào vậy. Cái đoạn kinh này thì quý đại vị đại chúng thấy rằng Đức Phật cũng bác bỏ cái tâm không dính dáng vào đâu của ông A Nan, mà chỗ này ông gọi là tâm của ông. Như vậy qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy Đức Phật đã gạn hỏi Ngài A Nan tất cả là 7 lần. Và lần này ông A Nan ông chấp tâm là không dính dáng vào đâu cả, là bản tâm của ông. Để chứng minh rằng cái tâm mà không dính dáng vào đâu cả là không phải là bản tâm, Đức Phật đã dạy như thế này. Tất cả sự vật đang hiện hữu trong hư không và các loài thủy lục mà ông không dính dáng vào đâu là có hay không có? A Di Đà Phật. Cái câu này hay quá phải không đại chúng? Tại vì á, ông A Nan nói rằng cái gì mà không dính dáng vào là tâm của ông. Như vậy thì những gì mà ở bên ngoài của ông, cái bên ngoài, cái cảnh ngoài, chẳng hạn như là trên hư không những loài mà chim chóc, những loài mà bốm ong đang bay lượn, rồi ở trong cái nước thì những loài cá, những loài thủy tộc nó đang bơi. Như vậy thì những cái này nó có thật hay là không có? Nếu mà ông nói không thì giống như lông rùa sừng thỏ. A Di Đà Phật, trong cái kinh văn Phật pháp thường dùng cái chữ mà lông rùa sừng thỏ, có nghĩa là nói những cái gì không thể có. Tại vì quý vị nói rằng tâm không dính dáng vào đâu thì tất nhiên là quý vị chấp nhận rằng những sự vật ở bên ngoài không có gì hết. Như vậy là những sự vật bên ngoài không có gì nó là bản tâm thì tất nhiên là giống như lông rùa sừng thỏ rồi, chuyện không có thể có, không thể có được. Mà quý vị thấy rằng rùa thì nó là loài thủy vật, làm gì nó có lông. Và thỏ thì từ xưa tới giờ bao giờ nó có sừng. Bởi vậy khi mà Đức Phật dùng cái chỗ mà lông rùa sừng thỏ là Phật muốn nói là không có thể có chuyện như thế. Hằng ngày mình tiếp xúc với sự vật bên ngoài
mình hít thở cái